Hiện tại bên showroom Toyota Hiroshima Tân Cảng Đạt, trung tâm xe đã qua sử dụng á, có 3 xe, mà anh đã tồn cũng hơi lâu rồi, khoảng 1 tháng anh chị. Thì để đặt quay clip về 3 mẫu xe này, nếu như mà anh chị nào mà mình cảm thấy một trong 3 xe này phù hợp với khả năng, phù hợp với túi tiền, phù hợp với cái nhu cầu của anh chị, thì anh chị có thể là liên hệ cho Đạt. Thì giá cả mà xe cũ mà và có xe thương lượng nha anh chị, nhưng mà anh chị đừng có trả nhiều quá. Chẳng hạn như xe bên Đạt đang báo khoảng 500, anh chạy chị trả xuống 200, 350, 400 sao bán nữa. Xe cũ bên Đạt cái biên lợi nhuận không có nhiều đâu anh chị. À, bây giờ anh chị vô anh chị trả trong cái khoản mà nó cho phép thôi. Đó, thì Đạt sẽ cố gắng là đi xin xếp cho anh chị. À, thật ra thì Đạt cũng không có biết một cái mẫu xe có thể thương lượng được bao nhiêu đâu anh chị. À, chẳng hạn như mà anh chị lên, anh chị gặp Đạt, anh chị đặt anh chị đi xin xe. Xong rồi anh chị bày tỏ cái mức mong muốn của anh chị muốn, chẳng hạn như anh chị muốn mong muốn xe này giảm 5 triệu, 10 triệu được không, thì Đạt sẽ đi xin xếp Đạt cho anh chị. Tại vì như thế này nè, anh chị đi mua xe xe, xe mới á, thì sẽ có rất là nhiều bạn sale, chẳng hạn như sẽ có rất là nhiều bạn sale. Một trong vòng mà kinh doanh xe mới thường sẽ có 20 đến 30 bạn sale, nhưng mà xe thì rất là nhiều, xe mới thì rất là nhiều nha anh chị. Còn xe cũ bên này cũng đặc trưng thế này, có mỗi chiếc xe mà mỗi xe mỗi chất là xe khác nhau. Chẳng hạn như có mỗi xe Camry thôi, nhưng mà tới 20 bạn sale đứng ra bán đó, thì sếp thì không thể nào mà cho giá bạn này giảm 5 triệu, bạn kia giảm 10 triệu được hết. Sếp bên này sẽ cho giá như nhau hết. Chẳng hạn xe này giảm 2 triệu thôi, xe này giảm 3 triệu thôi, xe này giảm 5 triệu thôi đó. Thì anh chị lên xem xe thì Đạt sẽ cố gắng để hỗ trợ anh chị xin được cái mức giá mà anh chị mong muốn nhất. Mời anh chị theo chân Đạt coi 3 cái mẫu xe này là 3 mẫu xe nào và có phù hợp với anh chị hay không nha. Dạ rồi, xe đầu tiên Đạt muốn giới thiệu với anh chị đây là mẫu Toyota Camry phiên bản 2.5V anh chị, 2.5V nha. Xe này 20 được sản xuất vào 2019, mang một nước sơn màu đen. 2019 đó là cái thời điểm giao thoa giữa cái mẫu mới anh chị, nhưng mà cái mẫu xe này Đạt giới thiệu tới quý anh chị là mẫu cũ luôn, form cũ luôn anh chị đó. Cái form này thì sẽ hợp hơn với những cái vị khách hàng mà mình đứng tuổi rồi quý anh chị ơi. Xe này hiện tại là đứng tên của công ty nha, bên này sẽ xuất đủ hóa đơn cho quý anh chị. Và sau vài lần giảm giá thì xe này đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên này chào bán là 765 triệu nha quý anh chị, 765 triệu. Với mức giá này vẫn còn thương lượng cho quý anh chị nào mình lên xem xe trực tiếp nha. Xe đứng tên công ty luôn nha quý anh chị. Xe đi 50 mấy 60 nghìn cây quý chị, đẹp cũng không nhớ rõ nữa đó. Nội thất còn rất là đẹp luôn. Là xe mà mua mà thật ra xe này là nó bị mất riêng. Đặt nhớ cách đây mà xe nó về cái đây khoảng 2 tháng trước á, là cũng có khách đặt lên coi, nhưng mà như thế này đụng với một anh sale của bên Đạt nữa, thì cái vị khách đó lên không có hỏi, không có gặp Đạt, và Đạt cũng đã tư vấn ảnh cũng khá là nhiều, cũng tư vấn cho ảnh khá là nhiều thông tin. Thì ảnh kêu là khi nào ảnh lên xem xe thì ảnh sẽ báo Đạt, nhưng mà khi anh lên xem xe thì anh gặp một cái bạn sale khác. Thì với bạn sale đó thông qua cách nói chuyện thì anh không thích nữa, anh đứng dậy anh gọi điện cho Đạt ra tiếp ảnh trực tiếp luôn. Thì Đạt thấy cái câu chuyện này nó cũng không có hợp lý, và nhưng mà Đạt cũng sẽ xe Đạt đứng ra Đạt hỗ trợ anh nhiệt tình. Thì anh coi xe xong anh đi về đó. Đó là câu chuyện, và nó mất chuyên tới thời điểm bây giờ là quý anh chị cũng có khách, rất là nhiều khách coi. Đạt xin lỗi, xe này là 75 quý anh chị, 775 triệu ha. Đó, 2019. Thì xe này thì bên Đạt sẽ hỗ trợ anh chị mình vay tới 70% giá trị xe trong khoảng thời gian là 4 năm nha anh chị đó. Rồi tiếp theo là Toyota Vios phiên bản số sàn, xe được sản xuất vào năm 2020 nha quý anh chị. Này, xe mang một cái màu sơn là màu nâu vàng anh chị, nâu vàng. Xe đăng ký kinh doanh dịch vụ luôn, đầu 50E đó. Thì đây là một cái trường hợp đặc biệt của bên Đạt là khách hàng đổi xe với anh chị. Xe này hiện tại đi được khoảng 77.000 cây số rồi, anh mua anh chạy dịch vụ chạy được 77.000 cây số, anh bán cái chiếc xe này cho bên Đạt và anh mua là chiếc Atix. Ngày xưa bên Đạt trong showroom bên Đạt á, là có trưng bày thêm một chiếc Atix nó nằm ở góc này nè đó. Thì anh vô anh đổi chiếc xe này để anh lấy xe Atix này đó. Hiện tại Atix kia thì anh cũng một màu đen, anh cũng chuyển sang ảnh chạy dịch vụ luôn quý anh chị. Xe này thì có bên Đạt về thay thay lại lớp nha đó, lớp nói chung là trong tình trạng vẫn rất ok, làm đẹp dọn dẹp kỹ càng hết rồi anh chị. Xe này thì bên Đạt đang để 388, bên Đạt đang mua được giá tốt thì bên Đạt để lại giá tốt cho anh chị ha. Đi 77.000 cây heo anh chị. Đăng kiểm phí đường bộ còn tới tháng 4 năm 2024 lận. Anh chị nào ở Sài Gòn thì mình mua xe này thoải mái anh chị. Mua xe về Sài Gòn mình không còn sợ là mình sẽ giữ biển số vàng nữa. Tại vì theo cái thông tư mới á, thì anh chị mình sẽ bấm lại biển số mới, nhưng mà gốc nó ở Sài Gòn rồi. Anh chị mình không có sợ lo sợ mình phải bấm ra biển vàng nữa.
sẽ dùng lại tiếng vàng ha, mình sẽ bấm ra cái đầu mới. Hiện tại thì đặt viết là đầu 51L nha quý anh chị. 2020 thì bên này cũng hỗ trợ cao quý anh chị, hỗ trợ tới 70% giá trị xe trong khoảng thời gian 5 năm nha quý anh chị. Vios số sàn được sản xuất vào năm 2020. Đây, cụ số đây, xe cũng lên được cột cái màn hình Android rồi quý anh chị. Camera hành trình đầy đủ hết nha. Đó. Và cuối cùng là Vios phiên bản G, xe được sản xuất vào năm 2022 nhưng mà đi tới thời điểm hiện tại là 55.000 cây số luôn anh chị. Tại vì sao đi như vậy? Tại vì nó chạy dịch vụ. Vâng, nó chạy dịch vụ anh chị. Ngày xưa anh mua xe này về thì anh không có chạy dịch vụ, là đầu 51k nè, xong rồi anh chuyển sang anh chạy dịch vụ. Thì thật sự cái xe này nó bị dính pháp lý, sau cái thông tư nó bị dính pháp lý cũng khá là nhiều, nên bên đề cũng đang cố gắng để xử lý xe này ha quý anh chị ha. Và một phần nữa là khách hàng người ta cũng ngại xe 2022 bản G, bản số tự động mà lấy ra chạy dịch vụ, mà chạy một năm mà chạy tới 54.000 thì là cũng nhiều. Thì đã chia sẻ với anh chị thì thật nhiều thì cũng nhiều thiệt đó, nhưng mà được cái giá tốt, năm 18 được cái giá tốt, giá này vẫn còn thương lượng anh chị. Giá tốt là tại sao? Tại vì thời điểm này mà Vios G mà lăn bánh Sài Gòn á, Vios G mà hiện tại mà Vios G thì đâu đó cũng lăn quanh khoảng 600 quý anh chị. Bên này không mua được giá rẻ, bên này sẽ để giá rẻ cho quý anh chị. Ngày xưa bên này có một xe Vios G như thế này luôn, xe 2022 đi 9.000 cây, bên này bán có 520 triệu thôi quý anh chị. Bên này bán có 520 triệu thôi, biển số tỉnh. Đó. Xe mà xe đẹp thì bên đạt bán giá khác, mà ví dụ như xe nó đi nhiều hoặc nó có lỗi hoặc là nó như thế nào đó, bên đạt mua được giá thấp thì bên đạt sẽ để lại giá ưu đãi cho anh chị ha, để anh chị mình có dễ dàng sở hữu được cái mẫu xe như mình mong muốn anh chị. Xe này thì vẫn được bên công ty tài chính Toyota Việt Nam hỗ trợ vay cao, xe này vay tới 75% giá trị xe và trong khoảng 7 năm nha quý anh chị đó. Và trong showroom hiện tại của Đạt là đang trưng bày 3 cái mẫu xe này luôn. Và nếu như quý anh chị nào mà mình đang cần thêm thông tin về một trong 3 xe thì quý anh chị có thể là gọi trực tiếp cho Đạt để Đạt hỗ trợ thêm thông tin chi tiết tới quý anh chị nha. Và rồi, Đạt xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.